chỉ cần biết là tôi có cách để giúp bạn anh ra khỏi đó ngay hôm nay. Có thật là có cách không? Vậy xin cậu đó, cậu giúp Lan Anh đi. Cổ ở trong đồn cả đêm rồi, chắc là mệt lắm. Nhưng tôi có một điều kiện. Từ bây giờ anh chỉ được tập trung vào việc học làm bánh, không được bận tâm tới những chuyện khác, không được gặp lại cô bạn này nữa. Trong vòng 2 năm, anh phải trở thành một thợ làm bánh giỏi và đấu với tôi. Cái gì? Khó hiểu hả? Nói đơn giản hơn, muốn tôi giúp Lan Anh, trong vòng 2 năm tới anh không được gặp Lan Anh. Chỉ như vậy thôi. Nhưng mà tại sao chứ? Chuyện cứu Lan Anh với chuyện tôi trở thành thợ làm bánh giỏi thì có liên quan gì tới nhau chứ? Có chứ. Tôi muốn 2 năm tới tôi phải chiến thắng một thợ làm bánh giỏi. 2 năm tới tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy, một kẻ có tài năng thiên bẩm như anh cũng không thể nào thắng nổi kỹ thuật của tôi. Nè, cậu già quá rồi không có việc gì để làm đúng không? Được thôi, nếu cậu muốn đấu á thì cần gì tới 2 năm. Bây giờ đấu cũng được mà. Đấu liền bây giờ đi. Bây giờ anh có tài cán gì mà đòi đấu với tôi? Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu?